Xung đột Israel-Hamas, trùng không quân Hamas thiệt mạng, Israel mở hành lang sơ tán ở giải Gaza. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục leo thang và có dấu hiệu theo Aviv đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho cuộc chiến tổng lực, bao gồm cả tấn công mặt đất. Ngày 14 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, quân đội Israel cho biết họ đã giết chết một thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas trong một cuộc không kích xuyên đêm nhằm vào giải Gaza. Tờ Times of Israel dẫn thông báo của IDF cho biết, máy bay chiến đấu Israel đánh oanh kích trúng tổng hành dinh chỉ huy tác chiến đường không của Hamas và giết chết Murad Abu Murad, chỉ huy mảng không quân của Hamas. Theo IDF, Abu Murad đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các tay súng Hamas thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử vào sáng ngày 7 tháng 10, bao gồm việc sử dụng tàu lượn thâm nhập vào Israel để hành động. Trong một diễn biến liên quan, IDF đã sử dụng thông thạo bằng tiếng Ả Rập để thông báo với người dân ở phía bắc giải Gaza rằng họ nên di chuyển đến phần phía nam của vùng đất này bằng cách sử dụng các hành lang sơ tán trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thông báo viết, nếu bạn quan tâm đến bản thân và những người thân yêu của mình, hãy đi về phía nam theo chỉ dẫn. Hãy yên tâm rằng các nhà lãnh đạo Hamas đã tự lo liệu và đang ẩn náu trước các cuộc tấn công trong khu vực. IDF cũng đã thông báo cho Liên Hợp Quốc rằng toàn bộ người Palestine ở phía bắc giải Gaza nên di rời đến phía nam. Thông báo chỉ rõ, IDF có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ sau một tuần oanh kích để đáp trả cuộc tấn công mà Hamas đã thực hiện vào thứ Bảy tuần trước. Phản ứng trước quyết định yêu cầu người dân Bắc Gaza sơ tán, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell ngày 14 tháng 10 cho rằng kế hoạch của Israel nhằm sơ tán hơn một triệu người ra khỏi khu vực phía Bắc Gaza trong một ngày là hoàn toàn không thể thực hiện được. Phát biểu họp báo ở Bắc Kinh vào ngày cuối cùng của chuyến thăm ngoại giao ba ngày tới Trung Quốc, ông Borrell nói, Tôi đang nói rằng, đại diện cho quan điểm chính thức của Liên minh châu Âu, kế hoạch sơ tán hoàn toàn không thể thực hiện được. Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể di chuyển một triệu người trong 24 giờ trong tình huống như Gaza thì chỉ có thể là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Sáng ngày mùng 7 tháng 10, Hamas phát động chiến dịch cơn lũ Aquasa tấn công Israel cả trên bộ, trên không và trên biển trong một nỗ lực mà họ gọi là trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên trái đất. Để đáp trả, Israel đã triển khai chiến dịch những thành kiếm sắt, đặt đất nước trong tình trạng chiến tranh, thành lập nội các thời chiến và quyết định huy động 360.000 quân dự bị. Theo phía Israel, cuộc tấn công của Hamas tới nay đã làm 1.300 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Y tế ở Gaza cho biết ít nhất 1.900 người Gaza, hầu hết là dân thường và trong đó có hơn 600 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực đông dân cư. Hamas đã bí mật xây dựng đội quân mini để chống Israel như thế nào. Các lực lượng Israel sẵn sàng tấn công trên bộ vào Gaza để quét sạch lực lượng Hamas sẽ phải đối đầu với một đối thủ ngày càng có năng lực hơn, được huấn luyện trong nhiều năm nhờ một mạng lưới hỗ trợ bí mật trải dài sang cả Iran và các nhóm Ả Rập đồng minh. Theo hãng Reuters, cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 là chưa từng có, xét về cả quy mô và kế hoạch. Đây là một minh chứng cho thấy Hamas tăng sức mạnh quân sự từ khi giành quyền kiểm soát Gaza năm 2007. Ông Ali Baraka, một quan chức cấp cao của Hamas, cho biết Hamas từ lâu đã dựa vào Iran và các nhóm như Heboza ở Liban về vấn đề tài chính và huấn luyện, đồng thời củng cố lực lượng ở Gaza. Theo ông Baraka, những khó khăn trong việc nhập khẩu vũ khí có nghĩa là trong 9 năm qua, Hamas đã phát triển năng lực riêng và có thể sản xuất tại Gaza. Trong cuộc chiến tranh Gaza năm 2008, tên lửa của Hamas có tầm bắn tối đa 40 km, nhưng con số này đã tăng lên 230 km vào cuộc xung đột năm 2021. Ngày nay, Hamas đã phát triển thành tổ chức bí mật và rộng lớn, lột xác hoàn toàn tới mức không thể nhận ra. Cách đây 36 năm, Hamas mới chỉ là một nhóm nhỏ người Palestine đi phát những tờ rơi đầu tiên phản đối hành vi chiếm đóng của Israel. Một nguồn tin thân cận với Hamas ở dài Gaza cho biết họ là một đội quân mini. Theo người này, Hamas có một học viện quân sự đào tạo nhiều chuyên ngành, trong đó có cả an ninh mạng và có một đơn vị đặc công hải quân trong lực lượng quân sự 40.000 người. Ngược lại, vào những năm 1990, Hamas có chưa tới 10.000 tay súng. Từ đầu những năm 2000, Hamas đã xây dựng một mạng lưới đường hầm dưới Gaza để giúp các tay súng phân tán, xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí và mang vũ khí từ nước ngoài về. Các quan chức Hamas cho biết, nhóm này đã mua được nhiều loại bom, súng cối, rocket tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không. Khả năng mở rộng của Hamas đã khiến Israel ngày càng thiệt hại về người. Israel mất 9 binh sĩ trong cuộc tấn công năm 2008, năm 2014 con số này tăng lên 66 và cho đến năm 2023, trong đợt tấn công vừa rồi, số binh sĩ Israel thiệt mạng lên tới vài trăm. Ông H.A. Hellier, một thành viên cấp cao tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, cho rằng Israel có khả năng tiêu diệt Hamas trong cuộc tấn công trên bộ mà nước này có thể phát động nhằm vào Gaza. Ông nói, câu hỏi không phải là liệu điều đó có khả thi hay không, Câu hỏi là những dân thường sẽ phải trả cái giá nào bởi vì Hamas không sống trên một hòn đảo giữa đại dương hay trong một hàng động trên sa mạc. Sau cuộc chiến tranh Gaza gần nhất vào năm 2021, Hamas và một nhóm liên kết có tên là Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã duy trì được 40% kho tên lửa, tức có khoảng 11.750 tên lửa so với 23.000 trước cuộc xung đột. Thành lập từ năm 1988, hiến trương của Hamas là kêu gọi tiêu diệt Israel, Hamas bị Israel, Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada, Ai Cập và Nhật Bản xếp vào nhóm tổ chức khủng bố. Theo các quan chức phương Tây, đối với Iran, Hamas đã giúp nước này hiện thực hóa tham vọng kéo dài nhiều năm là bao vây Israel bằng các nhóm bán quân sự như các phe phái Palestine khác và nhóm Heboza ở Liban. Được trang bị vũ khí tinh vi, tất cả đều có chung mối thù truyền kiếp về việc Israel chiếm đóng đất Palestine các thủ lĩnh của Hamas hoạt động rộng khắp Trung Đông ở các quốc gia như Liban và Qatar. Nhưng cơ sở quyền lực của nhóm vẫn là Gaza. Hamas đã kêu gọi người dân Gaza không chú ý đến lệnh sơ tán mà Israel đưa ra. Theo lệnh này, người Gaza cần di chuyển tới khu vực miền Nam trong vòng 24 giờ để được an toàn. Trong cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, Hamas đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của Israel với mức độ mạnh mẽ nhất trong 50 năm, bắn hàng nghìn quả rocket trong khi đó các tay súng sử dụng dù lượn, xe máy và xe bốn bánh áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel. Mặc dù Iran huấn luyện, trang bị vũ khí và tài trợ cho Hamas, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Iran chỉ đạo hoặc cho phép thực hiện vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Iran thừa nhận họ giúp tài trợ và huấn luyện Hamas nhưng phủ nhận vai trò trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Lãnh đạo Hamas Haniel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera nằm ngoài rằng. Hamas đã nhận được 70 triệu USD viện trợ quân sự từ Iran. Ông nói thêm, chúng tôi có rocket được sản xuất tại chỗ, nhưng rocket tầm xa thì đến từ nước ngoài, từ Iran, Syria và các nước khác thông qua Ai Cập. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2020, Iran cung cấp khoảng 100 triệu USD hàng năm cho các nhóm người Palestine, trong đó có Hamas, Thanh chiến Hồi giáo Palestine và Bộ Tư lệnh Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine. Iran đã tăng đáng kể nguồn tài trợ cho lực lượng quân sự của Hamas trong năm qua, từ 100 triệu USD đến khoảng 350 triệu USD trên một năm. Cách đây 36 năm, một ngày sau khi một chiếc xe tải của quân đội Israel đâm vào một chiếc ô tô chở bốn công nhân Palestine khiến toàn bộ thiệt mạng, ý tưởng về Hamas bắt đầu hình thành. Ngày 10 tháng 12 năm 1987, một số thành viên của tổ chức anh em Hồi giáo đã tập hợp lại, tiếp theo là các cuộc biểu tình ném đá, tấn công và đóng cửa ở Gaza. Gặp nhau tại nhà của Sekit Ahmed Yassin, một giáo sĩ Hồi giáo, họ quyết định phát tờ rơi vào ngày 14 tháng 12, kêu gọi phản kháng trong cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống Israel, hay còn gọi là Intifada đầu tiên. Đó là hành động công khai đầu tiên của nhóm, sau khi Israel rút khỏi Gaza vào năm 2005, Hamas bắt đầu nhập khẩu rocket, chất nổ và các thiết bị khác từ Iran. Những thứ này được vận chuyển qua Sudan, vận chuyển bằng xe tải qua Ai Cập và tuồn vào Gaza thông qua một mê cung các đường hầm hẹp bên dưới bán đảo Sinai. Dòng vũ khí, huấn luyện và tài trợ cũng được chuyển từ Iran đến các nhóm đồng minh bán quân sự khác trong khu vực, cuối cùng giúp Iran hiện diện thông qua vai trò chỉ đạo ở Liban, Syria, Iraq, Yemen và Gaza. Một số đồng minh này tạo thành một phần của trục Sitte, kéo dài từ lực lượng bán quân sự, người Sitte ở Iraq đến Heboza ở Liban cho đến nhóm thiểu số cầm quyền Aliquet ở Syria, một nhánh của Hồi giáo Sitte. Nhóm quan trọng nhất trong mạng lưới là Heboza, được hình thành tại Đại sứ quán Iran ở Damascus vào năm 1982, sau khi Israel đưa quân vào Liban trong cuộc nội chiến 1975-1990, Hezbollah đã ném bom các mục tiêu của Mỹ và thực hiện chương trình bắt giữ và cướp con tin, đẩy Israel ra khỏi Liban vào năm 2000 và sau đó dần dần có ảnh hưởng ở Liban. Nguồn tin thân cận với Hamas cho biết Iran đã nắm bắt cơ hội để thu nạp Hamas vào năm 1992 khi Israel trục xuất khoảng 400 thủ lĩnh Hamas về Liban. Iran và Hezbollah đã tiếp đón các thành viên Hamas, chia sẻ công nghệ quân sự và huấn luyện họ chế tạo bom tự chế cho các cuộc tấn công liều chết. Theo ông Baraka, mục đích cuối cùng của cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 là nhằm giải phóng tất cả 5.000 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, ngăn chặn các cuộc đột kích của Israel vào nhà thờ Hồi giáo al aqsa địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo hồi và dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza kéo dài 16 năm, Ông cảnh báo rằng nếu cuộc tấn công trên bộ của Israel tiếp tục được Mỹ và Anh ủng hộ, cuộc chiến sẽ không chỉ giới hạn ở Gaza mà có thể lan sang một số cuộc xung đột khu vực. Ông nói, đây không chỉ là cuộc chiến Israel ở Gaza mà còn là một cuộc chiến tranh Đại Tây Dương ở Gaza với tất cả các thế lực sẽ có những tuyển tuyến mới. Nhóm thủ lĩnh Hamas quyết đối đầu Israel các thủ lĩnh điều hành Hamas đều là những thành viên gia nhập lực lượng này đã lâu năm và ủng hộ hết mình cho phong trào vũ trang chống Israel. Hamas, nhóm Hồi giáo Palestine kiểm soát giải Gaza, đang là mục tiêu hủy diệt của quân đội Israel sau chiến dịch tấn công quy mô lớn cuối tuần trước, khiến hơn 1.300 người ở nước này thiệt mạng. Trước sức ép ngày càng lớn của Israel, một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, Hamas vẫn tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng ở giải Gaza. Hamas được lãnh tụ Hồi giáo Sheikh Ahmed Yassin và phụ tá của ông Abu Asid Arastisi Ar thành lập năm 1987 với tư cách là đại diện của Palestine trong phong trào anh em Hồi giáo bắt nguồn tại Ai Cập. Hiện tại, họ là nhóm Hồi giáo vũ trang lớn nhất trên lãnh thổ Palestine, cơn đau đầu dài dẳng đối với chính quyền ở Tel Aviv khi liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào Israel suốt nhiều năm qua. Về mặt tổ chức, Hamas được phân chia làm các nhánh chính trị và quân sự, chịu trách nhiệm dẫn dắt mỗi nhánh là một thủ lĩnh có nhiều năm gắn bó với nhóm. Haniyeh, 60 tuổi, được bầu làm người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas vào năm 2017 để thay thế người tiền nhiệm Khaled Mesa khi ông này nghỉ hưu. Tuy nhiên, Haniyeh đã được biết đến rộng rãi từ năm 2006 với vai trò thủ tướng của chính quyền Palestine. Được coi là một người theo chủ nghĩa thực dụng, Haniyeh hiện sống lưu vong, di chuyển qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, lãnh đạo nhánh chính trị của Hamas từ xa. Haniyeh từ lâu đã vận động để hòa giải những mối bất đồng giữa các nhóm vũ trang chống lại Israel và quan điểm chính trị của Hamas, nhóm bị Liên minh châu Âu và Mỹ đưa vào danh sách khủng bố. Haniyeh được cho là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người đứng đầu các phe phái của Palestine, trong đó có cả các nhóm đối thủ. Thời trẻ, Haniyeh, người nổi tiếng với phong thái điềm tĩnh, Từng là thành viên chi nhánh sinh viên của tổ chức anh em hồi giáo tại đại học hồi giáo Gaza, Haniyeh gia nhập Hamas ngay sau khi nhóm nước thành lập năm 1987. Ông sau đó bị Israel bỏ tù nhiều lần và trục xuất về miền nam Lebanon. Trong video được Hamas công bố hôm 7 tháng 10, người ta nhìn thấy Haniyeh đang xem tin tức trên truyền hình về cuộc tấn công của nhóm nhằm vào Israel trước khi cùng các thủ lĩnh Hamas khác cầu nguyện cảm ơn thánh Ala vì chiến thắng này. Điều này cho thấy nhánh chính trị của Hamas dường như không tham gia trực tiếp vào kế hoạch tấn công Israel, vốn được cho là do nhánh quân sự tiến hành và chỉ tiết lộ cho một nhóm nhỏ lãnh đạo cấp cao trong nhánh này. Đẹp Người đứng đầu lữ đoàn Edin Aquasam, cánh vũ trang của Hamas, là mục tiêu số một của Israel, người mà họ đã tìm cách ám sát ít nhất 6 lần và nằm trong danh sách những kẻ khủng bố quốc tế của Mỹ từ năm 2015 được Hamas coi như tổng tham mưu của nhóm, Dev chính là người đã lên kế hoạch và gửi thông điệp kêu gọi các tay súng phát động chiến dịch tấn công vào Israel cuối tuần trước. Trong đoạn tin nhắn âm thanh Dev gửi đi, người đàn ông này thông báo rằng các vị trí của kẻ thù đã bị 5.000 quả rocket tập kích chỉ trong 20 phút. Dev là một trong những thủ lĩnh bí ẩn nhất của Hamas. Tình báo Israel dường như chỉ có trong tay một số bức ảnh chất lượng kém về Dev được chụp từ khoảng 20 năm trước, bởi người đàn ông này luôn che giấu mọi hành tung trong quá trình hoạt động không rõ tên thật của Depp là gì. Dù một số nguồn tin cho rằng đó là Mohamed Omasi, Depp trong tiếng Ả Rập có nghĩa là khách, ám chỉ thực tế ông ta không ở lại lâu quá một đêm để tránh bị lực lượng Israel phát hiện. Nơi ẩn náu của Depp cũng luôn là một ẩn số và ông ta được cho là một bậc thầy cài trang, có thể hòa mình hoàn toàn vào đám đông dân thường. Depp gia nhập Hamas từ những năm 1980 và tham gia trong nhiều hoạt động của tổ chức này, trong đó có các vụ bắt cóc binh lính Israel và đánh bom liều chết. Deb được bổ nhiệm làm người đứng đầu cảnh quân sự Hamas vào năm 2002 sau cái chết của người tiền nhiệm Salah Sehet trong một cuộc đột kích của Israel. Ngay sau khi Deb được bổ nhiệm làm người đứng đầu nhánh quân sự của Hamas, Israel đã tiến hành ám sát ông ta lần thứ năm ở Gaza, khiến Deb bị thương nặng. Một số báo cáo chưa xác nhận được cho rằng Deb đã bị liệt nửa người. Lần gần đây nhất, Israel cố gắng ám sát Depp là vào năm 2014, khi nước này tiến hành cuộc không kích vào Gaza, khiến vợ Depp là Widat Adfora, 27 tuổi, cùng hai con thiệt mạng. Hamas cho hay Depp vẫn sống sót sau vụ tấn công. Kẻ thù của Depp gọi ông ta là con mèo chín mạng, trong khi người Palestine coi Depp là huyền thoại sống. Bộ trưởng Quốc phòng Yahya Sinwar là cựu chỉ huy cánh quân sự của Hamas, Sinwar 61 tuổi được bầu làm người đứng đầu nhóm chiến binh ở Gaza vào năm 2017. Sinwar thăng tiến trong hàng ngũ Hamas, nhờ quan điểm ủng hộ quyết liệt cuộc đấu tranh vũ trang chống lại Israel và được nhóm này coi là bộ trưởng quốc phòng. Sinwar, người nói trôi chảy tiếng Do Thái, hơi gầy, hiểu rõ về Israel, đã bị Israel kết án tù 23 năm. Ông được thả vào năm 2011 trong một cuộc trao đổi tù nhân Palestine liên quan đến Gilad Shalit, lính pháp gốc Israel bị Hamas bắt. Giống như Depp, Sinwar cũng nằm trong danh sách khủng bố quốc tế bị truy nã của Mỹ. Hôm 12 tháng 10, phát ngôn viên của quân đội Israel Richard Hess nói với phóng viên rằng cuộc tấn công của họ tại Gaza nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh cấp cao của Hamas, trong đó có Sinwar.